Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật đưa đồ tế lễ đến ngôi đền thần xã tên từ Tokyo. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã gửi đồ tế lễ đến ngôi đền Yasukuni, có thể tạo thêm tức giận cho Trung Cộng và Nam Hàn. Thủ tướng Abe đã đến thăm ngôi đền trong tháng 12 năm ngoái, tạo nên sự phản đối của Bắc Hàn và Trung Cộng. Ngày hôm qua, Thủ tướng Abe chỉ gửi đồ tế lễ, không đích thân viếng ngôi đền. Trung Cộng cũng đã mạnh mẽ phản đối Bộ trưởng Nội vụ Nhật Yoshikata Shindo đến viếng thăm ngôi đền trong ngày 12 tháng 4. Ngôi đền Yasukuni hay Tịnh Quốc Thần Xã, thờ phượng trên 2.4 triệu liệt sĩ Nhật đã chết từ cuộc nội chiến năm Mậu Thìn năm 1868 cho đến cuối đệ nhị thế chiến. Trong đó có 14 nhà lãnh đạo quân sự Nhật trong Thế chiến thứ hai bị tòa án đồng minh tuyên án phạm tội ác chiến tranh. Các nước Á Châu từng bị Nhật xâm lăng, coi ngôi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa xâm lược Nhật. Phát ngôn viên Yoshihide Suga của chính phủ Nhật nói rằng Thủ tướng Abe đã gửi đồ tế lễ đến ngôi đền với tư cách cá nhân, không làm ảnh hưởng chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama vào ngày 23. Một bộ trưởng Nhật cho biết ông ta và nhiều dân biểu Nhật sẽ đến bái tế tại ngôi đền trong tuần này.